Hello tất cả các anh em. Một cái trường hợp là con chim này con thổ bổi em nuôi lên rồi mà giáp năm rồi anh em. Con này nuôi cũng được 9-10 tháng rồi, giáp mà giáp năm rồi. Mà đây là trường hợp đầu tiên em gặp luôn. Chim này nó chưa có đổ lông luôn anh em. Bộ lông rừng vẫn còn nguyên luôn, 9-10 tháng rồi mà bộ lông rừng vẫn còn nguyên luôn. Anh em nào mà có kinh nghiệm chia sẻ cho em biết lý do tại sao được không? Nó gáy con này nó gáy cũng mạnh rồi nha anh em, nó cũng chớm nổi rồi, sáp thì lâu lâu nó cũng bù. Con này cái giọng to lắm anh em, cái giọng thổ gáy nó vang cả nhà luôn, cả mình đang ngồi đây mà nó gáy mà vang giật mình luôn. Mà không biết vì sao mà nó cũng dạng chim nó rồi mà 9-10 tháng nào không đổ lông, mà đổ sơ sơ trước hơi đã đỏ vậy thôi, còn nguyên bộ lông rừng luôn anh em. Đây là nguyên bộ lông rừng của nó luôn, chim cũng dạng rồi, chân cũng khô luôn rồi mà nguyên bộ lông rừng luôn, chưa đổ luôn anh em. Em nào có mà có kinh nghiệm thì chia sẻ cho em được không? Em cũng tắm nắng tắm đồ nhiều mà cho xuống đất ăn nhiều mà không đổ lông. Con này là con đổ lông ít nhẹ nhất trong nhà, con lông nó đổ vài cọng nhỏ nhỏ nhanh, nó rớt vài cọng như thế chứ còn nguyên bộ lông rừng luôn này. Chim nó có đốm trên đầu không? Có đốm trắng trên đầu. Con này cái giọng đã lắm anh em ơi, sau mà 9-10 tháng nay vào giáp năm rồi mà vẫn còn nguyên nguyên bộ lông rừng. Anh em nào có kinh nghiệm chia sẻ giúp em nhé. Đây là trường hợp đầu tiên em gặp đúng không? To đẹp, nguyên bộ lông rừng luôn, lông rừng còn nguyên luôn. Cảm ơn cả anh em nha.